cổ phần HLC Hà Nội là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất chế phẩm hữu cơ vi sinh an toàn cho cây trồng. Trải qua gần chục năm hình thành, xây dựng và phát triển đến nay, HLC đã khẳng định thương hiệu và vị thế của mình đối với bà con nông dân và nền nông nghiệp cả nước. Trong những năm vừa qua, HLC Hà Nội đã có mặt tại khắp mọi nẻo đường từ Bắc chí Nam, thực hiện sứ mệnh lan tỏa và phát triển nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ vi sinh trên tất cả các đối tượng cây trồng. Với bao tâm huyết, khối óc và đôi tay, bằng sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể, cán bộ, công nhân viên, những điều đó đã tổng hòa nên sức mạnh nội tại, cùng tiếp sức đưa HLC Hà Nội vượt qua những khó khăn thử thách và từng bước phát triển. Năm 2022 được xem là một cột mốc bứt phá của HLC Hà Nội khi phát triển và vận hành tốt hai chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, ghi nhận mức tăng trưởng đáng mừng. Công ty cổ phần HLC Hà Nội xuất sắc hoàn thành các tiêu chí, kế hoạch đề ra. Với mục tiêu xây dựng mô hình theo hướng nông nghiệp sạch, an toàn, giúp cây khỏe mạnh, thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng, an toàn cho cây trồng và thân thiện với môi trường. Năm 2022, công ty cổ phần HLC Hà Nội liên kết cùng trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội tiếp tục triển khai xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên một số các loại cây trồng lâu năm và cây ngắn ngày như nho hạ đen không hạt, táo xanh Đài Loan, chanh leo vàng, dưa lưới, cà chua Nara. Ứng dụng toàn bộ chế phẩm sinh học HLC với tổng diện tích khai thác 2.000 m², những thành quả đạt được trong thời gian qua chính là động lực cho HLC tiếp tục nghiên cứu, nâng cao chất lượng các dòng phân bón hữu cơ, hướng đến sản xuất một nền nông nghiệp phát triển bền vững. Hội nhập công nghệ 4.0 để theo kịp sự phát triển mạnh mẽ, gắn với các công nghệ trí tuệ nhân tạo, mạng lưới vận hành kết nối vạn vật trên Internet, đánh mạnh vào các nền tảng Facebook, HLC Hà Nội xây dựng thành công cộng đồng những người yêu thích nông nghiệp, tạo ra một cộng đồng mà ở đó người được chia sẻ, tìm hiểu, bàn luận những vấn đề trong nông nghiệp. Tính đến thời điểm hiện tại, HLC Hà Nội có khoảng 15 các hội nhóm lớn nhỏ, cán mốc từ hơn 20k đến 50k lượt người tham gia. Tiêu biểu là group Hội Nông Dân Sầu Riêng Việt Nam với cột mốc ấn tượng. Đây cũng được xem là những thành công đáng được ghi nhận của đội ngũ marketing HLC. Đoàn kết là sức mạnh. Một cơ quan doanh nghiệp không thể lớn nếu không có sự đoàn kết nội bộ, không có sự đồng lòng và tinh thần đồng đội tập thể cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị cùng nhau cố gắng vì mục tiêu chung là sự phát triển của công ty. Hưởng ứng tinh thần làm việc tổ đội, HLC Hà Nội đã triển khai hình thành 6 phòng nghiệp vụ. Mỗi phòng nghiệp vụ sẽ được dẫn dắt bởi một trưởng phòng tràn đầy nhiệt huyết, giao kinh nghiệm và luôn đề cao tinh thần trách nhiệm. Phòng nghiệp vụ 1, nhóm đột phá, bứt phá để thành công. Với những kinh nghiệm tích lũy dày dặn bằng sự ưu tú của mình, trưởng phòng Doãn Thị Liên đã tạo cho các thành viên trong nhóm một môi trường làm việc tích cực, năng động và đạt năng suất. Nhóm là sự hội tụ của những nhân viên chăm chỉ, kiên trì và tận tụy trong khâu chăm sóc khách hàng. Phòng nghiệp vụ 2, nhóm Sunshine Team hãy luôn rực rỡ, tỏa nắng như ánh sáng mặt trời, cuộc đời tự nhiên tốt đẹp hẳn là thông điệp mà Sunshine Team muốn truyền tải đến mọi người. 6 chiến binh của Sunshine Team đại diện cho 6 tia nắng mặt trời luôn ấm áp và căng tràn năng lượng. Bằng sự tận tâm, nhiệt huyết của trưởng nhóm Tô Thị Minh Phượng, nhóm luôn không ngừng trau dồi hiểu biết, nâng cao về trình độ chuyên môn để tăng cường hiệu quả trong công việc. Sunshine hứa hẹn sẽ có những bước bứt phá trong tương lai. Nghiệp vụ 3, nhóm Cỏ Gấu. Cỏ Gấu tuy là cỏ nhưng lại là gấu, nghe mỏng manh yếu đuối nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Dưới sự dẫn dắt của trưởng nhóm Tạ Thị Phi, 9 thành viên Cỏ Gấu khoác lên cho mình một bộ áo giáp được kết thành bởi sự nhiệt huyết và sự tận tâm trong công việc. Đúng như thông điệp mà Cỏ Gấu muốn hướng tới, đó chính là sức sống mãnh liệt, khó khăn nhưng bất khuất. Cỏ Gấu tuy mỏng manh nhưng đầy nghị lực, không ồn ào và sôi nổi, sức bền, sự kiên trì, sự cống hiến thầm lặng đã tạo nên sự khác biệt cho Cỏ Gấu. Phòng nghiệp vụ 4, nhóm Cá Mập. Mạnh mẽ, nhanh nhạy là hai từ được liên tưởng ngay khi nhắc đến nhóm Cá Mập. Cá Mập luôn được đánh giá cao về kỹ năng chuyên môn, sự chỉn chu và tính chuyên nghiệp. Với lối tư duy tốt, sự dày dặn kinh nghiệm, trưởng phòng Phạm Thị Thư luôn biết cách dẫn dắt và định hướng các thành viên trong nhóm, tạo nên sự đổi mới và độc đáo riêng. Bằng vốn kiến thức và tình yêu cây cỏ, 5 chiến binh Cá Mập luôn mong muốn cống hiến hết sức trẻ của mình, góp một phần vào công cuộc xây dựng một nền nông nghiệp sạch, nền nông nghiệp thịnh vượng. Phòng nghiệp vụ 5, nhóm Kết Nối.
kết sức mạnh, nối thành công. Với sự dẫn dắt của nhóm trưởng Trương Thị Hương, trên tinh thần làm nhiệt tình, quẩy hết mình, năm cô gái kết nối luôn lan tỏa đến mọi người một năng lượng tích cực, luôn không ngừng trau dồi hiểu biết, tích lũy kinh nghiệm. Kết nối được đánh giá là một nhân lực trẻ đầy tiềm năng. Phòng nghiệp vụ 6, nhóm HTL2. Mỗi một chữ cái trong tên nhóm đại diện cho một công thần, tạo tiền đề cho sự tồn tại và phát triển vững mạnh của cả nhóm. Nhóm trưởng Hoàng Thị Liên và 6 chiến binh HTL2 luôn đặt ý chí cầu tiến và tinh thần ham học hỏi lên hàng đầu. Với sự hòa quyện giữa kinh nghiệm và năng lượng sức trẻ, HTL2 luôn biết cách tạo nên những màn bứt phá khiến cho mọi người xung quanh phải trầm trồ. Tuy trải qua nhiều lần thay đổi nhân sự, nhưng cả tổ đội vẫn thống nhất giữ nguyên tên nhóm. Đó như một lời khẳng định, HTL2 vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nhằm tri ân những thành tựu của toàn thể cán bộ công nhân viên, gắn kết đội nhóm, xây dựng tinh thần đoàn kết tập thể cho cán bộ, nhân viên trong công ty, tháng 5 năm 2022, công ty cổ phần HLC Hà Nội tổ chức chương trình Team Building, làm hết sức, chơi hết mình tại Đà Nẵng cho toàn thể cán bộ công nhân viên chi nhánh miền Nam và miền Bắc tại thành phố Đà Nẵng. Đúng như tên gọi, trong công việc chúng tôi luôn hết sức, ngoài cuộc chơi chúng tôi luôn hết mình. Chương trình tạo nên không khí vui vẻ, hòa đồng, giải tỏa áp lực cho nhân viên sau thời gian dài làm việc căng thẳng. Những trò chơi vừa có giá trị rèn luyện thể lực, những tiết mục văn nghệ biểu diễn thời trang do chính từng cá nhân, tập thể, công ty xây dựng và biểu diễn có giá trị gắn kết tinh thần tập thể, đem lại nhiều tiếng cười, những phút giây thư giãn, là cơ hội bộc lộ tài năng và những nét hóm hỉnh mà lâu nay mọi người ít có cơ hội thể hiện. Ở đây, chúng tôi không còn khoảng cách giữa lãnh đạo với nhân viên, miền Nam, miền Bắc, là một tập thể vững mạnh. Niềm tin đưa chúng ta đến với nhau phải được gia cố bằng chất lượng. Công ty luôn sâu sát với bà con nông dân, hỗ trợ tận nơi cho các nhà vườn. Đội ngũ kỹ sư HLC không quản ngại về khoảng cách địa lý, mưa nắng, đi đến thăm từng nhà, ghé qua từng vườn, từ Nam ra Bắc, từ vùng đồng bằng đến vùng đồi núi, với mục tiêu cố gắng mang lại những giá trị cần thiết và hiệu quả nhất đến với bà con nông dân. Đồng cảm với những vất vả của bà con nông dân, những người trực tiếp gánh chịu hậu quả từ những bất ổn của thời tiết, khí hậu, của thị trường phân bón, HLC Hà Nội luôn sẵn sàng cùng bà con nông dân sánh bước chung trên một hành trình cùng hướng đến một nền nông nghiệp hữu cơ bền vững. Đáp lại sự tin tưởng, bà con nông dân, HLC Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục thay đổi và phát triển, đem sức trẻ, sức khỏe và trí tuệ của mình tạo nên nhiều giá trị tốt đẹp hơn đến với nông nghiệp sạch, nông nghiệp bền vững. Chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện để có thể đưa sản phẩm tâm huyết đến với ngày càng nhiều bà con nông dân trên cả nước. Sự đón nhận và phản hồi tích cực đến từ quý bà con nông dân, quý khách hàng, quý đại lý và các cơ quan đơn vị hợp tác xã đã cùng HLC góp phần kiến tạo nên một nền nông nghiệp hữu cơ sạch, an toàn, bền vững. Với HLC Hà Nội, doanh thu cao nhất, thắng lợi lớn nhất, thành công rực rỡ nhất chính là nhìn thấy những khu vườn xanh mướt, chiếu quả, chính là nụ cười, niềm tin yêu của hàng triệu bà con nông dân ba miền Bắc Trung Nam. Chúng tôi không đơn thuần là nhà sản xuất phân bón sinh học hữu cơ, chúng tôi là bạn đồng hành của nhà nông, là nơi ươm mầm màu xanh hy vọng. Chúng tôi là công ty cổ phần HLC Hà Nội. HLC Hà Nội cùng nhà nông hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ bền vững. Trong không khí Tết cận kề, HLC Hà Nội kính chúc quý khách hàng một năm mới sum vầy, phúc lộc ngập tràn, an khang như ý. Hãy cùng nhìn lại những thành quả sau một năm bền bỉ cố gắng và chuẩn bị bước sang năm Quý Mão với thật nhiều niềm vui, may mắn đang chờ. Một lần nữa, HLC Hà Nội xin chân thành cảm ơn quý bà con đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng tốt những chất lượng dịch vụ, sản phẩm trong năm mới này và hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý khách hàng trong những năm tới.